Thưa quý vị, trong những năm qua, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở nói chung và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nói riêng trên địa bàn tỉnh An Giang từng bước phát triển và trở thành phong trào rộng lớn, có sức lan tỏa và thu hút toàn xã hội tham gia, góp phần làm lành mạnh môi trường văn hóa ở các khu dân cư, các cơ quan và doanh nghiệp. Điểm nổi bật trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trên địa bàn tỉnh thời gian qua là làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, khóm ấp văn hóa, thi đua xây dựng xã, phường, thị trấn văn minh đến các hộ gia đình, khu dân cư và các cơ quan đơn vị. Tùy vào tình hình thực tiễn tại địa phương đơn vị, từng nơi chủ động lựa chọn, triển khai nội dung thi đua như xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng các tuyến đường tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp, duy trì tổ hòa giải ở cơ sở để giải quyết kịp thời những mâu thuẫn xích mích bất hòa tại cộng đồng dân cư, giúp nhau xây dựng mô hình phát triển kinh tế giảm nghèo. Các khu dân cư đăng ký thi đua, các tổ chức đoàn thể vào cuộc tập hợp đoàn viên hội viên, xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa sâu rộng, từng bước đi vào cuộc sống. Toàn tỉnh có 508.587 hộ gia đình văn hóa, đạt 93,6% tổng số hộ, 867 khóm ấp văn hóa đạt 97,63% tổng số khóm ấp, 79 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đạt 66,38% tổng số xã, 26 phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 70,27%. Các hoạt động tuyên truyền, cổ động, triển lãm, thông tin lưu động, thư viện, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh được điều chỉnh linh hoạt, nâng chất về nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, vừa đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, cơ bản đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần và rèn luyện thể chất của nhân dân, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, kịp thời phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội đến rộng rãi trong nhân dân.